Chiều qua tại Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 8 để thẩm tra về dự án pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp. Gồm 5 chương 46 điều, dự thảo pháp lệnh sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, công bằng, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Báo cáo nghiên cứu bước đầu của nhóm nghiên cứu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá qua tổng kết thi hành pháp lệnh 09 và kết quả khảo sát tại một số địa phương cho thấy nhiều quy định bất cập, hạn chế hoặc cần sửa đổi bổ sung quy định mới cho phù hợp với luật xử lý vi phạm hành chính. Các luật, pháp lệnh liên quan phải đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Báo cáo tán thành phạm vi sửa đổi bổ sung dự thảo pháp lệnh theo phương án sửa đổi cơ bản pháp lệnh 09, bổ sung 5 điều mới. Ngoài 3 biện pháp xử lý hành chính, dự thảo pháp lệnh còn bổ sung quy định điều chỉnh biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người từ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi. Thảo luận về dự thảo pháp lệnh, đa số đại biểu bày tỏ tán thành với sự cần thiết sửa đổi bổ sung pháp lệnh, đồng thời cũng góp ý nhiều nội dung trong dự thảo. Thường trực Ủy ban Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội cho ý kiến.